Xin kính chào anh chị và các bạn. Hôm nay thì ngày chủ nhật mình đi bãi mới săn về được số đồ đây. Đó, coi sơ lược đây, mình giới thiệu sơ lược thôi. Khi nào mình test xong hết rồi mình sẽ úp giá lên bán. Đó. Đầu tiên là cây cưa lọng Makita model là 4300V ha. Đó. Hàng Makita chưa lau chùi gì hết. Còn con này là cũng Makita luôn mà có đá lưỡi là 4301V ha, là có đá lưỡi đây. Đó, tiếp theo là mấy cái đồ điện là máy mài Hitachi còn rất là mới, hai đá còn đầy đủ luôn. Đó, con đây là công suất là 302W ha. GT model là GT15 theo là một em máy mài hai đá Hitachi nữa, nhưng này nhỏ hơn, công suất 150W, sơn còn rất là mới ha, hàng mới về luôn, chưa lau chùi. Viên đá bên đây còn rất là ngon, đá này mài mũi khoan được, là đá mịn nè, mũi khoan mũi dao tiện còn ngon. Còn bên đây viên đá zin của nó nhưng mà mẻ rồi, uổng rồi, lát mình sẽ tháo ra để về bật máy lên là nguy hiểm chết người, tháo bỏ về bãi cấn rồi bể uổng. Đây là số máy pin, con này đẹp ha, mua giá cũng chát lắm rồi. Đó, quá đẹp. Hai vỏ pin đây, bộ bắn vít xài cho điện tử nè, 2V4 có luôn cục sạc luôn, nhưng mà jack pin thì hư phải đóng lại rồi. Z 503 có trượt này mà nó. Tiếp theo là cặp bắn vít Ryobi 12V than rời ha, có cái vỏ pin thôi, hai máy vỏ pin mình tính sao. Ở đây cây Natonan Mai Hen 4.8 thôi, mới đẹp long lanh, tất cả mới về đổ trong bao ra luôn, chưa vệ sinh. Đây thì một em Panasonic đời mới, máy khoan ha, 12V, 10 vòi chạy được 10.8 nè, 10.8 12V, nên mà dòng đời mới thì nó mét China nhưng mà sức qua Nhật xài cũng được. Cái này cái vỏ pin thôi, mình chưa có máy, vỏ pin 15.6. Đó, cây Nati nè, nhìn tróc tróc cao su ha, nhưng mà mình thích dòng này nên thôi mình mua luôn, hai tem còn đủ, mua về bán cho anh em thợ. Rồi cây Hitachi DMR nát bét dơ nhưng mà dòng này thì ngon, mình để tắm rửa lại sơ sạch sẽ thôi, chùi rửa sạch sẽ thôi, chứ mình không có xịt chỗ bóng gì đâu. Đây một em Hitachi nữa, 12V luôn, cây khoan tường 12V. Đó. Tróc cao su rồi còn bị cấn nữa, nứt ra là phải dọn lại thôi. Cái dòng này thì cái đầu nó còn đẹp quá thôi mình lấy cái đầu đó. Tiếp theo là một em không than Makita 14.4, mã là TD132, cao su rồi còn liền lạc hết, đầu không rơ, chữ BL còn luôn. Rồi Makita nè, Makita 123 gì nè, cũng thường thôi mà thấy anh em hay hỏi quá, quái nét không được. Đó, 123 ha, nguyên vòi bãi mới rớt về luôn, còn dính cái mũi vít luôn. Rồi hai cây mỏ hàng nhựa của Nhật luôn, điện 100V nha. Còn này xài ga hàng nhựa mà xài bơm ga vô đây nè. Đó, mình không có chưa có, không có ga, hết ga rồi, mình không có test, từ từ dọn sao. Rồi sau đi săn hàng nóng rồi mình đi vòng tới 10 giờ mấy 11 giờ